Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các phần của Unit 16 các bạn nhé. Bây giờ trong video này là chúng ta đã sang phần luyện đọc rồi, phần read rồi. Và cái phần luyện đọc của chúng ta ngày hôm nay á là một phần rất là hay các bạn. Đây là người ta cho mình xem đọc một cái bài thơ về những cái sự phát minh này các bạn này. Đó, rất là hay. Và thực ra ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ văn thơ nó là một dạng ngôn ngữ đặc biệt. Và bản thân chúng ta tiếp cận nó cũng tương đối đặc biệt. Và đương nhiên chúng ta cũng dịch để là sát nghĩa nó, càng sát nghĩa càng tốt các bạn. Chứ không thể đạt được 100% được nha các bạn nha. Rồi, đương nhiên tôi sẽ cố gắng chuyển tải tốt nhất đến cho các bạn. Đây là một cái bài thơ rất là hay. Cái bài thơ này là được trích trong các cái khổ thơ của nhà thơ Martin Lawrence này các bạn nha. Đó, đây là một bài thơ, ba khổ thơ rất ngắn, nói về những phát minh của con người. Và cái đầu tiên đó là cái tựa đề của nó các bạn. Tựa đề của nó là chúng ta có thể hiểu như là sự hiện đại này, sự cập nhật này, sự tân tiến, sự tối tân, vân vân. Chúng ta có thể hiểu như vậy cũng được. Ok các bạn nha. Rồi, vậy thì cái đoạn đầu của bài thơ nó là gì nào các bạn? Đầu bài thơ người ta nói thế này: hãy nhìn xem hôm nay tôi mua gì nào ở cái thị trấn, ở phố thị này. Đó, hãy nhìn xem tôi đã mua gì nào trong ngày hôm nay. Nói chung cái ngôn ngữ thơ thì chúng ta dịch mà được 90% là quá tốt rồi các bạn nha. Rồi, những thứ mới nhất, chắc chắn rồi, những thứ mới nhất. Rồi, một lò vi sóng kêu gì, kêu bi đum, lò vi sóng này, đây là vi sóng này, kêu bi đum. Và một cái máy nướng bánh mì kêu, kêu gì các bạn, kêu ping bing, à, một bài thơ mà, ngôn ngữ nó như vậy. Nhưng mà là cái đoạn thơ này rất là hay, nói về cái phát minh của con người đó nha các bạn nha. Tiếp tục cái phát minh tiếp theo nữa nè. Rồi đến cái đoạn thứ hai này các bạn này. Rồi sao, máy hút bụi thì nổ, sao đây, máy hút bụi này thì kêu chuga. Đó, máy hút bụi kêu chuga. Máy xé tóc thì kêu, máy xé tóc thì kêu vroom. Đó, máy rửa chén thì kêu, máy rửa chén bát thì kêu giống như là rút ấn vô phím cắm đó các bạn, đẩy phím cắm đó, phím cắm của nó nè. Đó, cái máy rửa chén á, cái rửa chén đẩy phím cắm của nó. Rồi, và kêu đẩy phím cắm, khi ai rút ra khỏi phím cắm và nó kêu sao, nó kêu to lên đúng nào, nó kêu to ầm ĩ bum. Đó, đoạn thứ hai về cái máy hút bụi, về cái máy sấy tóc, về cái máy rửa bát chén bát. Ồ, rất hay. Và bây giờ chúng ta có đoạn cuối cùng, máy điện thoại cũng là tân tiến, máy điện thoại cũng mới nhất. Và sao, là cái mới nhất mà tôi đã tìm thấy, cái điện thoại mới là tôi đã tìm thấy cái mới nhất. Nó có một cái chuông màu xanh xinh xắn, nó có một cái chuông này màu xanh này xinh đẹp nè, nó có đó. Và sao, nhưng nó lại không phát ra một âm thanh. Đó, rất là hay. Một bài thơ nói rất là nhiều cái phát minh của con người. Vậy thì việc của chúng ta bây giờ làm gì các bạn? Một cái bài đọc mà nó sẽ có cho chúng ta hai bài tập. Bài tập thứ nhất là người ta yêu cầu mình làm gì? Đây, người ta yêu cầu mình rất dễ hiểu các bạn này. Đây, các bạn nhìn vô là mình hướng dẫn các bạn hiểu ngay. Cái chỗ này rất là dễ hiểu, mặc dù bài thơ như vậy nhưng mà nó rất nhiều ý để chúng ta làm. Và bài tập thứ nhất này, người ta đề nghị mình là ghép những cái tựa đề, những cái đầu đề, những cái tiêu đề, những cái đó với những khổ thơ cụ thể. Có ba khổ thơ đó các bạn, có ba đoạn thơ đó, ba đoạn thơ này, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 này. Việc của chúng ta là xem đoạn 1 là phát minh về cái gì, đoạn 2 là phát minh về cái gì, đoạn 3 là phát minh về cái gì. Đây, ta xem đoạn 1 là phát minh về cái gì nào, nhìn vô là biết ngay đúng không nào. Phát minh nào là lò vi sóng nè, rồi máy nướng bánh mì nè, đúng không nào? Lò vi sóng và máy nướng bánh mì là dùng những phát minh gì nào? Đây, phát minh cái này nè các bạn nè, đó. Đó, đoạn 1 là dành cho cái phát minh B nè. Những cái dụng cụ, những thiết bị để nấu thức ăn, đó, rất dễ đúng không các bạn? Đó là đoạn 1, phát minh ra những cái đồ nấu thức ăn. Đến lượt đoạn 2 là phát minh cái gì? Chúng ta xem đoạn 2 là những phát minh về cái gì? Nào là máy hút bụi này, máy sấy tóc này, máy rửa bát này. Máy hút bụi, máy sấy tóc, máy rửa bát thì về những thiết bị gì? À, về những cái làm sạch hoặc là làm khô này. Đó, những cái thiết bị, những dụng cụ làm sạch hoặc làm khô này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, vậy thì cái đoạn 2 là vậy thôi. Còn cái đoạn 3 rất dễ đúng nào? Đoạn 3 lên A này. Đoạn 3 là về những cái công cụ được phát minh.
những cái dụng cụ, những công cụ được phát minh bởi Alexander Graham Bell. Đây, ông này là phát minh ra điện thoại nè các bạn nè. Đây, ông này là phát minh ra điện thoại nè. Đây, đúng rồi. Đoạn 3 là nói về phát minh của Graham Bell đúng không? Điện thoại nè. Rồi đó, đúng rồi, một cái phát minh điện thoại thôi, mỗi cái điện thoại thôi các bạn. Các bạn thấy chưa? Rồi, như vậy là cái bài tập số 1 rất là hay đúng không? Chúng ta đã ghép được 3 cổ thơ cho cái cho từng đoạn như vậy, cho từng cái tiêu đề như vậy. Rồi, chúng ta dựa trên kiến thức của bài thơ đó, ta dựa trên những hiểu biết bài thơ đó, ta tiếp tục làm bài số 2 của phần luyện đọc này luôn các bạn nha. Bài số 2 của phần luyện đọc này cũng rất là dễ các bạn. Là có nghĩa là người ta đề mình điền vô những cái chỗ trống này nè. Đó, những cái chỗ trống này, những chữ còn thiếu đương nhiên dựa trên cái nội dung của bài thơ đó các bạn nha. Về những cái phát minh trong bài thơ đó. Ví dụ đây, mình xem các bạn nha, mình hướng dẫn các bạn nè. Đây, John ơi, cái gì ở đâu rồi? Tớ muốn chùi cái tật nền nhà này sạch. Vậy thì muốn lau nền nhà này sạch thì tương ứng phát minh gì các bạn? Đây, cái này chắc chắn nó là máy hút bụi nè. Đó, tớ muốn hút cái bụi nền nhà sạch. Vậy thì tương đương cái chữ này. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì đây, vacuum. Đó, đây các bạn, mình cho các bạn xem luôn. Rồi, như vậy là mấy câu này thì các bạn đọc lướt qua rồi đúng không nào? Bây giờ mình không cần nói lại cho các bạn nha. Mình đưa ra một cái đáp án luôn cho các bạn xem luôn nha. Đây, rồi, mời các bạn xem cái đáp án luôn. Đây, đó. Bài tập số 2 rất là đơn giản thôi, chứ không có gì đó. Đầu tiên là cái máy hút bụi nè. Đó các bạn nha. Đó, vị trí đầu tiên đó. Bởi vì chúng ta dịch tới thấy này đúng không? John, cái máy hút bụi đâu rồi? Tôi muốn lau chùi cái trần nhà, cái nền nhà này cho sạch nè. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, câu 2 này, câu 2 bạn để ý nè. Câu 2 vị trí nè, vị trí của nó là điện thoại nè. Đây. Hôm qua khi tôi đang đọc sách ở trên giường ngủ thì sao? Thì chuông điện thoại reo. Đó. Đó là bạn An, một người bạn cũ mà tôi không gặp hơn 12 năm rồi. Các bạn thấy chưa? Như vậy là có khi tôi đang đọc sách thì chuông điện thoại reo. Khi có chữ reo này, đây là quá khứ này. Đây là chữ ở quá khứ. Và bản thân chúng ta biết được rằng là chỉ có điện thoại mới gắn liền với chữ rung chuông, reo chuông như thế này. Các bạn thấy chưa? Rang này là quá khứ của từ gì đó các bạn? Từ này nè. Đây nè, quá khứ của từ này đó các bạn nè. Đây, từ này nè. Ring. Đó, các bạn thấy chưa? Quá khứ của từ đó. Cho nên là chỗ này ra là chắc chắn là ta chọn điện thoại là điện thoại rung. Đó, đúng chữ điện thoại kêu. Và nhớ là chỗ này là mối quan hệ giữa hai thì này, thì quá khứ tiếp diễn này. Và khi quá thứ đơn này, các bạn nhớ nha. Đó, nếu bạn quên các bạn nhìn trong các cái video về ngữ pháp của mình là các bạn nhớ lên. Rồi, bây giờ sang câu 3 này các bạn này. À, câu số 3. Câu số 3 của chúng ta là gì? Một cái gì chúng ta chưa biết nha. Là nó là một cái thiết bị trong nhà bếp. Cái mà tự động rửa sạch chén bát này. Đó, rửa sạch chén bát này. Và sấy khô chén bát này. Và những cái đồ gia dụng khác này. Vậy thì không còn gì nghi ngờ nữa. Đó là cái máy rửa chén. Washing machine. Đó, các bạn nhớ nha. Washing machine. Đó, rất dễ đúng không nào? Nó tự động rửa chén bát và những đồ thiết bị gia dụng trong gia đình đó. Rồi, đó là câu 3. Câu số 4 nè các bạn ơi. Câu số 4 nha. Chan ơi, tại sao bạn không đặt cái thịt này vô? À, vô cái gì? Vô cái gì? Đặt trường hợp chúng ta chưa biết từ này. Để rã đông nó đi. À, rã đông này các bạn này. Chữ này là rã đông nha. Giống như ta bỏ đồ trong ngăn đông á. Bây giờ ta rã đông. Vậy thì rã đông là defrost. Defrost thì chắc chắn bỏ vô lò vi sóng thì mới rã đông được các bạn ơi. Đó. Trong lò vi sóng thì mới khả năng rã đông rất là nha các bạn nha. Chắc chắn vậy là ta đưa đây vô lò vi sóng nha. Chọn cái số 4 là cái phát minh về lò vi sóng. Như vậy là từ đầu giờ chúng ta thấy rất là nhiều phát minh đúng không nào? Đầu tiên là máy hút bụi, rồi đến điện thoại, rồi đến máy rửa chén, rồi đến lò vi sóng. Rồi bây giờ chúng ta còn hai câu nữa. Ta xem hai phát minh nào nữa nào. Đây, tôi có thể mượn bạn cái gì của bạn nha. Ta chưa biết cái gì nha. Nếu ta chưa đặt cái gì của bạn. Tôi vừa gội đầu xong thì cần cái máy sấy tóc. Ngắn gọn các bạn ha. Rất dễ đúng không nào? Gội đầu xong rồi cần máy sấy tóc của bạn liền. Rất dễ. Rồi, chỗ này không cần nói nhiều. Tiếp tục một phát minh nữa là máy sấy tóc. Rồi, cuối cùng. Người Roman đã biết làm sao để nướng bánh mì trên một cái gì các bạn?
đây này, đây lửa này nha, chứ không phải số 5 các bạn nha. Trên một ngọn lửa này, trên một ngọn lửa cách đây 2.000 năm rồi. Và bây giờ chúng ta nướng bánh mì trên một cái nướng bánh mì, cái máy nướng bánh mì đơn giản thôi các bạn nha, trên một cái bàn. Rất dễ các bạn nha. Đó, 2.000 năm thì người Roma, người La Mã này đã biết nướng bánh mì trên một ngọn lửa rồi. 2.000 năm trước ngọn lửa này. Và bây giờ chúng ta nướng bánh mì trong một cái lò nướng bánh mì trên bàn. Đó, như vậy các bạn thấy chưa? Như vậy là bài tập số 2 này cũng rất là hay. Chúng ta đã cụ thể hóa được, chúng ta đã cụ thể hóa được rất là nhiều cái phát minh trong cái bài thơ của chúng ta các bạn ha. Đây, nhiều phát minh trong bài thơ này mà chúng ta đã cụ thể hóa được. Rất là hay đúng không các bạn? Rồi, hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nha. Rồi, hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào cái video tiếp theo là phần luyện viết. Rồi, hy vọng các bạn thích và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video này. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.